Cô gái này đang cùng bạn trai về ra mắt gia đình mình, nhưng cả hai không ngờ rằng chuyến đi định mệnh này đã khiến cho họ âm dương cách biệt. Vậy điều gì đã xảy ra với họ? Mời các bạn cùng mình đến với bộ phim chiến tranh mang tên Vùng đất cuối cùng nhé! Lucy đưa bạn trai về thăm nhà. Đây là lần đầu tiên cô đưa bạn trai về. Có vẻ như Ron cũng khá hồi hộp khi đến thăm nhà bạn gái. Khi cả hai vừa xuống ga tàu thì họ nhận được một thông báo là mọi hoạt động của ga tàu sẽ phải tạm hoãn. Nghe thấy điều này, John tỏ ra khá lo lắng. Tuy nhiên, Lucy nói rằng việc này vẫn thỉnh thoảng xảy ra ở đây và cô cũng đã từng gặp. Vì vậy, không có gì phải lo lắng cả. John là người sợ bóng tối, anh sợ mình sẽ bị nhốt ở đây. Nhưng dưới sự động viên của Lucy, cuối cùng John cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bạn gái. Cả hai đi lên trên, nhưng họ nhận ra có điều gì đó không ổn khi mà cả nhà ga lại không có một bóng người. Thế nhưng khi họ vừa ra khỏi tầng hầm thì nhìn thấy một người đàn ông nhìn như một ngọn đuốc sống. Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ nghe được thông báo nơi này đã trở thành vùng chiến sự. Đúng lúc đó trên bầu trời xuất hiện những chiếc máy bay quân sự và tiếng súng nổ đi đùng đâu đây. John nói Lucy ở lại bên dưới, còn mình sẽ chạy lên trên xem thử xem chuyện gì đang xảy ra tại nơi này. Thế nhưng khi John vừa mới bước lên trên chưa lâu thì một quả lựu pháo đã khiến cho anh chàng không còn cơ hội nhìn người yêu lần cuối. Lucy tìm cách gọi tên John nhưng anh không trả lời. Cô hoảng sợ và hoang mang tột độ, biết không thể ngồi đây chờ chết. Thế là Lucy nói với John hãy ở lại đây, còn mình sẽ chạy đi tìm người cứu hộ. Nhưng khi cô bước được lên khỏi tầng hầm nhà ga thì cảnh tượng trước mắt khiến cho Lucy như chết lặng. Khu phố yên bình ngày nào giờ đây đã hoang tàn, đâu đâu cũng có cảnh bắn giết khiến cho Lucy không biết phải đi đường nào cho an toàn. Hai bên cứ mày bắn nhau, chúng không hề để tâm đến lời cầu cứu của cô. Thấy không thể trông chờ vào những người này, Lucy liền đi nép vào tòa nhà để tránh đạn lạc. Vừa đi cô vừa tìm xem có ai có thể giúp mình không. Bỗng nhiên lúc này có một người mang súng mặc đồ đen chạy đến, hắn đang định dùng dây trói Lucy lại, nhưng đúng lúc đó những kẻ áo đen ngồi ở bên trong một chiếc xe liền chạy đến và bắn chết hắn ta. Lucy nhờ vậy mà thoát nạn. Cô chạy về phía tòa nhà. Khi đang định đi tiếp thì cô lại chứng kiến mấy tên da đen đang hành hình một ai đó. Cảnh tượng khủng khiếp đó khiến cho Lucy hoảng sợ và phát ra tiếng kêu. Vì vậy mà bọn chúng đã bị cô thu hút. Một tên dẫn theo đồng bọn của mình nhảy xuống dưới để tìm kiếm. Lucy lúc này đã chạy xuống một đường hầm tối đen. Chúng cũng mò vào và tìm kiếm. Đó là một căn nhà ổ chuột. Sau một hồi tìm kiếm không có gì ngoài rác, chúng định bỏ đi nhưng lại thấy một chiếc thùng to. Nghi ngờ có người ở trong, chúng liền mở ra. Quả nhiên bên trong có người và người đó không ai khác, chính là Lucy. Chúng bắt cô nộp hết tiền cho mình, nhưng khi thấy cô ngon nghẻ, bọn chúng định giở trò đổi bại. Lucy không có vũ khí trong tay, lại có một thân một mình nên không dám manh động, chỉ biết đứng im chịu trận. Cô cố gắng nói với bọn chúng mình là người ở nơi này và cô đang trở về để thăm nhà, xin chúng tha cho. Thế nhưng khi nghe cô nói vậy, chúng lại càng nổi điên. Chúng nói rằng vùng đất này là của người da đen, một tên định lột áo Lucy định làm nhục cô. Mặc dù yếu thế nhưng Lucy cũng tìm cách phản kháng lại. Đúng lúc đó, một người đàn ông to béo xuất hiện. Chỉ bằng một vài động tác nhỏ, anh ta đã hạ gục được hai tên da đen. Sau khi thanh toán xong bọn chúng, anh béo quay sang nói chuyện với Lucy. Có vẻ như anh ta cũng không vui vẻ gì khi có người lạ ở trong nhà của mình. Lucy cố gắng thanh minh rằng mình bị hai tên này truy đuổi nên mới chạy đến đây. Đây là quê hương của cô và hôm nay cô trở về để thăm bà của mình. Bà của Lucy chỉ ở cách đây mấy dãy phố, do cô không gọi được cho bà trước nên đã không biết nơi này trở thành vùng tạm chiến. Cô muốn gọi về cho bà của mình nhưng không được. Anh béo nói với cô hiện rằng giờ mạng đang bị quá tải và cô sẽ không thể nào liên lạc được cho bà của mình. Lucy hỏi Nick có chuyện gì đang xảy ra ở đây vì cô không hề nghe thông tin gì cả. Cô nghĩ đó có thể là một vụ khủng bố giống vụ 11 tháng 9, nhưng Nick nói không phải. Anh cũng chỉ là một điều tra viên và biết được đây không phải là khủng bố, nó giống như một vụ xâm chiếm. Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, Nick định rời nhà mình đến chỗ vợ và con trai anh. Lucy cầu xin Nick cho mình đi cùng nhưng anh không đồng ý. Anh cần đến chỗ gia đình mình càng sớm càng tốt. Lucy lại muốn Nick giúp cô đi đến chỗ bà của mình. Dù có Lucy van xin nhưng Nick nói hiện giờ việc bắn nhau đã tạm dừng, bọn chúng sẽ đi lục soát từng ngôi nhà. Việc cần làm của họ bây giờ là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa nói, Nick vừa khoác ba lô và cầm súng chạy ra ngoài, bỏ lại Lucy bên trong. Lúc này cô không biết ai là người tốt, ai là người xấu để bấu víu ngoài Nick. Thế là mặc cho anh từ chối, Lucy vẫn chạy theo Nick. Nick cũng không tiện đuổi cô gái đi. Thế là cả hai vừa chạy vừa nấp vào những chiếc ô tô đậu ở bên đường để tránh đạn. Sau đó họ bám vào một thùng rác để di chuyển. Cuối cùng, hai người đến trước một trường học. Nơi này là trường học trước kia Lucy từng học nên cô khá am hiểu nó. Cả hai quyết định chạy lên tầng thượng để xem tình hình như thế nào. Tuy nhiên, con đường trên đó không hề đơn giản.
sản. Khi mà họ vừa chạy lên đến nơi thì bắt gặp bọn người xấu đang lùng sục ở xung quanh. Nick lấy chiếc gương của Lucy để quan sát. Sau khi thấy an toàn, anh đã ra hiệu cho cô chạy lên trên. Nhưng khi họ chưa chạy được bao xa thì đã thấy bọn địch có mặt ở khắp mọi nơi. Họ vừa chạy vừa quan sát và tìm cách lẩn trốn. Thế nhưng khi chạy đến thư viện thì có hai tên mặc áo đen xông vào. May mắn Nick có súng trong tay nên đã hạ gục được một tên. Anh tiện tay đẩy những giá sách khiến cho những tên còn lại cũng bị giá sách đè bẹp. Sau đó họ nhanh chân chạy ra ngoài trước khi quả lựu đạn phát nổ. Mặc dù may mắn thoát chết nhưng Nick cũng bị thương khá nặng ở chân. Anh mất rất nhiều máu. Sau khi cả hai lên được tầng thượng, việc đầu tiên họ muốn làm là xử lý vết thương cho Nick. Nick muốn Lucy giúp mình việc này nhưng cô sợ nên đã từ chối lời đề nghị của Nick. Thế là Nick đành phải tự xử. Đầu tiên anh hơ đỏ con dao bằng lửa. Sau đó anh từ từ rút thanh sắt cắm ở bắp chân ra, rồi lấy con dao ép vào vết thương để cầm máu. Dù đau đớn vô cùng nhưng Nick vẫn cắn răng chịu đựng. Khâu cuối cùng, anh nhờ Lucy giúp mình một tay. Mặc dù rất sợ hãi nhưng thấy Nick đau đớn như vậy, Lucy cũng không đành lòng đứng một bên nhìn. Cô run rẩy hơi lưỡi dao trên lửa giúp Nick xử lý nốt vết thương ở bên kia. Sau khi khử trùng và băng vết thương, Nick cũng không quên đưa cô một khẩu súng ngắn và hướng dẫn cô sử dụng dùng khi cần thiết. Sau khi xử lý vết thương cho Nick, họ đã đứng lên nhìn khắp thành phố, thấy đâu đâu cũng là cảnh chết chóc. Lucy cảm thấy hoang mang. Cô lo sợ mình sẽ không còn nơi nào để đi vì đâu đâu cũng là chiến sự. Nhưng cô biết một điều, dù chiến tranh có xảy ra thì bà cô cũng không bao giờ rời khỏi ngôi nhà của mình. Cô cần đến đó trước khi bọn địch đến nhà của bà cô. Lucy muốn Nick giúp mình lần cuối trước khi anh về với vợ con. Nick cuối cùng cũng nhận lời giúp đỡ cô, cả hai ra khỏi trường học. Họ đến một cửa hàng tiện lợi gần đó nơi chú Hugh, người quen của Lucy làm chủ. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy người dân chạy vào hôi của, bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ cố vơ vét hết tất cả những gì có thể lấy được để mang đi. Qua bản tin phát được từ chiếc đài, họ biết được sự việc xảy ra như vậy là do chính phủ và những người cầm đầu gây ra. Và bây giờ xảy ra cơ sự này là họ đang bỏ rơi người dân của mình. Nghe thấy tiếng kêu phát ra cuối của hàng, Lucy đến gần và thấy chú Hugh đang bị thương nằm thoi thóp. Chú đã bị những kẻ hôi của đâm trọng thương. Biết không thể cứu được chú, nên Nick đã nhắc nhở Lucy cần phải ra khỏi nơi này gấp trước khi bọn địch xuất hiện. Vị trí hiện giờ của họ chỉ cách nhà bà cô một khoảng rất ngắn. Cả hai liền men theo con đường để đến nhà bà của Lucy. Họ vừa chạy vừa tránh để bọn địch không phát hiện ra mình. Đang chạy thì họ thấy một nhóm người vừa nãy vào cửa hàng của chú Hugh hôi của đang cướp đồ của một ông cụ. Thế nên cô đã ra tay bắn một tên trong số đó. Không chỉ không bắn chết được hắn mà còn bị hắn ta bắn trả. May mắn cô không chết nhưng cũng bị bay mất một ngón tay. May có Nick ra tay kịp thời nên cô đã không bị gã ta bắn chết. Nick không ngờ cô lại hành động liều lĩnh như vậy. Anh không ngừng trách cô nhưng cũng nhanh chóng băng tạm vết thương cho Lucy để cầm máu giúp cô. Họ cho ông cụ uống vài viên thuốc giảm đau để ông ấy lại tiếp tục lên đường. Sau đó cả hai tiếp tục chạy đến nhà bà của Lucy. Cuối cùng họ cũng đến nơi nhưng sau một hồi tìm kiếm, Lucy phát hiện ra bà của mình đã chết trong phòng ngủ. Có vẻ như bà ấy đã bị lên cơn đau tim. Dù đau đớn nhưng trong tình thế này họ cũng không thể mang theo xác của bà đi được. Cả hai đưa bà cụ lên giường, sau đó Nick băng bó lại vết thương cho Lucy. Vì từng là quân nhân nên Nick tuy không khéo nhưng anh cũng khá thành thạo trong chuyện này. Thế nhưng khi vừa băng bó vết thương cho Lucy xong cũng là lúc bọn địch đến nơi. Họ bèn đi theo lối đường hầm và ra khỏi nhà bằng cửa sau. Nick muốn cả hai chạy tiếp nhưng gần đó là nhà của chị gái Lucy nên cô muốn sang đó xem chị gái mình như thế nào. Nick không muốn nhưng Lucy vẫn quyết định đến. Cô chạy đi một mình. Nick không an tâm khi để cô một mình, thế là anh lại chạy theo. Chị gái của Lucy dường như không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Cô ta phê thuốc quá đà nên cứ nghĩ những tiếng ồn xung quanh nhà mình là do hàng xóm gây ra. Khi nhìn thấy Nick xuất hiện trong nhà mình và có mang theo súng, cô ta tưởng anh làm hại Lucy nên định cho anh một trận. Lucy phải can ngăn và khuyên giải mãi, cô ta mới bớt điên dại. Lucy giải thích và nói lại tất cả mọi chuyện cho chị gái hiểu, kể cả việc bà cô đã mất. Lúc này cô ta mới hình dung ra mọi chuyện nhưng dường như vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của nó. Lucy nhờ Nick canh chừng chị gái, còn mình thì chạy đi thu dọn đồ đạc. Trong lúc em gái vắng mặt và thậm chí cô ta còn không ngần ngại gã cậm Nick. Đúng lúc này, một tên áo đen xuất hiện, hắn định tấn công họ, nhưng không may gã đã bị Nick khống chế và đập gãy mũi. Anh bắt hắn ngồi vào ghế và giao cho Lucy nhiệm vụ canh chừng xung quanh, còn mình làm nhiệm vụ thẩm vấn. Anh muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Hắn không ngần ngại nói rằng bang Tây Sắc được tách ra thành một bang độc lập và bọn chúng sẽ được sống ở đó theo đúng một nước Mỹ độc lập. Mục tiêu của chúng là thiết lập một quốc gia độc lập, tách khỏi sự độc tài của chính phủ Mỹ. Hắn còn khai rằng không chỉ riêng bang Tây Sắc mà hàng loạt các bang khác cũng sẽ giống như Tây Sắc. Bọn chúng là quân nổi dậy và kế hoạch của chúng là sẽ ép quốc hội phải ký hiệp định ly khai cho bọn chúng. Chúng kéo đến New York với mục đích là đánh chiếm nơi này một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên có một điều là chúng không lường trước được, đó là trong quá trình thực hiện lại gặp nhiều sự phản đối của người da màu như vậy.
Chính điều đó khiến cuộc nổi dậy của chúng không được như mong muốn và thiệt hại khá nhiều. Ban đầu chúng được lệnh không được bắn ai, nhưng sau đó do vấp phải sự chống đối nên bọn chúng được lệnh bắn bỏ bất cứ ai nếu gặp nguy hiểm. Thế là dù người vô tội hay trẻ nhỏ, người già, không ai thoát khỏi họng súng của bọn chúng. Hắn nói rằng mình chỉ là một người lính và làm theo lệnh. Khi nghe hắn nhắc đến hai chữ người lính, Nick không kiềm chế được cơn tức giận. Anh cho rằng một người lính chân chính sẽ không bao giờ đi giết những người dân vô tội và hắn không xứng đáng với hai chữ người lính. Anh muốn giết hắn ngay lúc này, nhưng vì hắn còn giá trị lợi dụng, thế nên anh đã tạm tha cho hắn. Hắn van xin anh đừng giết mình, vì dù sao hắn cũng chỉ là kẻ làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà thôi. Sau một hồi truy hỏi, Nick đã ép hắn ta khai ra khu vực phi quân sự, đó là nơi mà quân đội dành cho mọi người di tản sẽ được an toàn khi ở đó. Ban đầu hắn còn già mồm không chịu khai, thế nhưng khi Nick dí súng vào đầu và cho hắn hai sự lựa chọn, một là ăn đạn, hai là khai ra những gì hắn biết. Thấy vẻ mặt Nick cũng không giống người nói đùa, không muốn bị đắp chiếu tại chỗ, cuối cùng hắn cũng khai ra khu vực phi quân sự, đó là công viên gần đây. Theo nhận định của Nick, công viên ấy chỉ cách đây 5 dãy nhà, họ có thể đến đó và được an toàn đưa ra khỏi đây. Trước khi đi, Nick không giết hắn nhưng anh đã cho hắn một cú đấm trời giáng khiến hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Sau đó anh dẫn theo hai cô gái thoát ra ngoài. Ra đến bên ngoài thấy cảnh tượng giết chóc hỗn loạn, chị gái Lucy mới biết những gì Lucy nói là thật. Nó không dừng lại mà ngày càng trở nên khủng khiếp, cảnh giết chóc diễn ra ở khắp nơi. Bọn họ nhanh chóng tìm đường tắt và đi vào một tòa nhà. Tại đây, họ gặp những người da đen đang cố thủ ở trong nhà. Những người này bèn đem súng ra để khống chế nhóm của Nick. Mặc dù cả hai bên đều có súng, nhưng nhóm của Nick dường như yếu thế hơn nên anh vội vàng đưa tay ra ngăn cản và tỏ ý hòa hoãn. Anh nói rằng họ cũng chỉ là những người đang cố gắng tồn tại và thoát khỏi bọn địch đang truy sát. Đúng lúc đó, mẹ của họ ra lệnh cho họ và người của Nick đi lên trên gặp bà ấy. Bọn này tuy hung hãn nhưng lại rất nghe lời mẹ của mình. Chỉ cần bà ấy nói đúng một câu là chúng cun cút đi lên lầu. Nick cũng nói với bà ấy rằng họ có thể đến công viên cùng với nhóm của Nick để được quân đội ở đây đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, bà ấy nói rằng trước sau gì việc này cũng sẽ dừng lại. Hiện giờ ở nhà thờ gần đấy có gần 50 người, họ có thể chiến đấu nhưng lại không có súng. Trong khi đó, các con của bà ta lại có rất nhiều súng ống và vũ khí. Chúng có thể cung cấp số vũ khí này cho người của nhà thờ để họ đánh lại bọn địch. Việc cần làm bây giờ là cần có người đến nhà thờ để thông báo với cha xứ rằng họ có vũ khí. Bà ý muốn Lucy sẽ là người đi sang đó, còn Nick và chị gái cô sẽ ở lại để làm con tin, đảm bảo rằng cô sẽ quay lại. Lucy nghe bà ấy nói như vậy thì liền rất sợ hãi. Cô không dám đi ra ngoài một mình vì không có gì đảm bảo cô sẽ có thể trở về một cách an toàn. Nick cũng không muốn để cô ra ngoài như vậy vì sẽ rất nguy hiểm. Anh muốn đi cùng cô để hai người có thể hỗ trợ cho nhau. Cuối cùng, người phụ nữ cũng đồng ý với yêu cầu của Nick. Tuy nhiên, chị gái của Lucy phải ở lại để đảm bảo. Lucy nói rằng mình sẽ không đi đâu nếu không có chị gái. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác, hai bên không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, phe da màu sử dụng sức mạnh của mình đẩy Lucy và Nick ra ngoài, giữ lại chị gái của Lucy làm vật đảm bảo. Khi cả hai ra đến bên ngoài thì cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, mọi thứ đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Người chết, người bị thương nằm la liệt ngoài đường. Mặc dù phải đi làm nhiệm vụ, nhưng Lucy và Nick vẫn không quên giúp đỡ những người bị thương ở bên đường. Sau đó họ hòa vào một đám đông đang biểu tình, rồi cứ thế đến nhà thờ nơi cha của John đang ở đó. Cảnh tượng bên trong lại khiến cả hai một lần nữa choáng ngợp vì có vô số những người bị thương bị chết nằm la liệt trong nhà thờ. Nhưng hiện giờ cha xứ đang ở đâu? Thế là bọn họ liền chia nhau ra, mỗi người một ngả để tìm kiếm và hỏi thăm vị trí của cha xứ. Lucy đi đến một khu vực, cô thấy một vị linh mục đang cầu nguyện cho những người vừa mất. Cô hỏi thì ông ấy nói rằng mình không phải là cha xứ ở đây. Khi cô rời đi thì ông ấy cũng không quên chỉ cho cô biết vị cha xứ hiện giờ đang ở dưới tầng hầm để cầu nguyện. Lucy vơ lấy một chiếc đèn pin và đi xuống bên dưới thì gặp cảnh tượng cha xứ đang cầu nguyện với một ngọn nến trước mặt. Cha xứ lúc này dường như tâm trí bất ổn, ông không hiểu những gì cô nói và ông ấy cứ lảm nhảm những điều vô nghĩa ở trong miệng. Lucy cố gắng khuyên nhủ cha xứ hãy bình tĩnh lại và làm theo những gì cô nói và mong muốn của cha xứ không hề làm theo như vậy. Không những vậy, ông ấy còn rút ra một khẩu súng rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Sự việc quá đột ngột và bất ngờ khiến cho Lucy không kịp trở tay ngăn cản hành động dại dột của cha xứ. Sau khi cha xứ chết, Lucy chạy ra ngoài thông báo với mọi người, nơi này hiện giờ không còn an toàn nữa. Họ cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt và họ sẽ di chuyển đến khu nhà của mẹ con người da đen kia để lấy vũ khí và từ đó sẽ đi đến công viên rồi thoát khỏi vùng chiến sự này. Nghe theo lời cô, mọi người bắt đầu di tản.
Nick lúc này đang bận khâu vết thương cho một người dân ở gần đó. Sau khi xong việc, anh cũng cùng Lucy và mọi người di chuyển. Tuy nhiên, khi họ vừa ra đến cửa thì quân địch đã ập vào, bọn chúng nổ súng và nhằm vào những người dân vô tội mà bắn. Mọi người bỏ chạy tán loạn, mỗi người một hướng, thế nên kế hoạch của họ đã không thực hiện được. Lucy và Nick cũng lạc sang một cửa hàng điện máy. Bên ngoài tình hình vẫn rất nguy hiểm nên họ tạm thời không ra ngoài mà ở bên trong nghỉ ngơi một lát. Lúc này cả hai có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Lucy nói rằng mình là một sinh viên năm 2 ngành xây dựng. Nick cũng tâm sự rằng trước đây anh từng có một gia đình trọn vẹn và vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng vụ khủng bố 11 tháng 9 đã cướp mất vợ và con trai của anh. Sau cái chết của người thân, Nick không còn động lực để sống nữa. Anh muốn trả thù và muốn kẻ nào đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ. Thế là anh gia nhập thủy quân lục chiến. Sau đó họ đưa anh sang Iraq. Ở đây Nick tưởng mình có thể lấy lại được công bằng cho vợ con và khiến cuộc sống của anh tốt hơn. Nhưng ngược lại, việc giết chóc càng khiến anh cảm thấy trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Sau đó anh chuyển sang quân y để cứu người. Nhưng số người anh cứu và số người chết không là bao, việc này càng khiến tâm trạng anh tồi tệ hơn. Cuối cùng là do di chứng tâm lý khiến anh không thể làm việc được nữa, thế là họ cho anh ra quân. Người thân mất hết, không tìm được ý nghĩa trong cuộc sống khiến anh mất đi động lực sống và sống như một chiếc bóng vô hình ngày qua tháng lại. Việc Nick nói dối Lucy là mình cần đi gặp vợ con là vì anh không muốn cô đi theo mình, nhưng không ngờ cô không những không nghe mà còn nhất quyết đi theo. Sau khi cả hai đã hiểu nhau hơn thì họ quyết định sẽ đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, Nick muốn đi vệ sinh vì thế anh đã vào trong đó. Nhưng không ngờ anh đã bị một người phụ nữ trốn trong đó bắn chết. Cô ta tưởng Nick là kẻ xấu nên đã ra tay với anh. Nick cũng vì bất ngờ nên không có sự phòng bị. Khi Lucy đến nơi thì Nick đã không còn thở nữa. Cô đau khổ gọi tên anh và muốn Nick sống lại để giúp mình nhưng vô vọng. Trước đến giờ cô đều được anh chỉ dẫn và bảo vệ, nhưng giờ đây anh mất rồi nên không còn ai giúp Lucy nữa. Trong lúc không biết làm thế nào tiếp theo thì chị gái Lucy lại tìm thấy cô. Hóa ra mọi người ở đó đã xuống đường và đi đến khu vực phi quân sự. Họ vừa đi vừa tìm hai người. Sau khi hội ngộ, cả hai tiếp tục hòa vào đoàn người và tiến về phía công viên để hy vọng sẽ có ai đó đưa họ ra khỏi đây. Trên đường đi, họ vẫn bị bắn và vẫn có thêm rất nhiều người dân vô tội phải bỏ mạng. Họ vừa đi vừa tranh thủ lấy được súng của những kẻ bị giết để phòng thân cho mình. Hai chị em cố gắng không để lạc nhau, nhưng vì hỗn loạn nên sau đó cả hai cũng lạc mất nhau. Lucy không muốn bỏ lại chị gái nên cô đã quay trở lại. Khi hai chị em tìm thấy nhau thì có hai kẻ đang nổ súng về phía họ. Lucy không ngần ngại mà bắn chết chúng để cứu chị. Nhưng cô chị gái lại bị thương nên không thể di chuyển được. Lúc này đạn lạc khắp nơi và cô cũng không may bị trúng một viên. Lucy chết tại chỗ. Chị gái cô đau đớn hét lên nhưng tất cả đều không thay đổi được. Cô ấy may mắn được những người phía sau mang đi. Nhưng liệu chị gái cô và những người đó có thể thoát khỏi vùng chiến sự này không? Số lượng người dân thì rất đông, nhưng số lượng trực thăng lại hạn chế. Liệu họ có một kết cục tốt đẹp hơn Lucy và Nick không? Đó có lẽ là điều khó xảy ra. Cả hai đã rất dũng cảm và ngoan cường, nhưng cuối cùng họ cũng không thoát khỏi được sự tàn khốc của chiến tranh. Trong cuộc chiến này, không biết ai là những kẻ đứng đầu và chúng có bị trừng phạt hay không, nhưng đối tượng phải chịu nhiều tổn thương và mất mát chính là những người dân vô tội. Họ yếu thế và không có khả năng chống cự hay bị bỏ rơi nhất. Vì vậy, chúng ta hãy biết trân trọng và may mắn khi được sinh ra và sống trong hòa bình. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.